Kiều Anh và Thanh Hải xin kính chào bà con và các bạn. Cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian cho chương trình 365 ngày chuyển động do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ mỗi tối trên sóng truyền hình Lâm Đồng và phát lại vào trưa ngày hôm sau. Bà con và các bạn có thể tương tác với chương trình thông qua fanpage Truyền hình Lâm Đồng hoặc trên kênh YouTube Lâm Đồng TV. Còn bây giờ, mời bà con và các bạn theo dõi những nội dung nổi bật có trong chương trình hôm nay. Di Linh phát huy kinh tế trang trại, ổn định thu nhập cho người dân. Chuyến xe yêu thương tiếp tục chở nông sản Lâm Đồng tới vùng dịch. Trồng chuối già Nam Mỹ ở Lâm Hà, nông dân cho thu nhập cao giữa mùa dịch. Tìm hiểu mô hình trồng ấu ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thu lãi 350 triệu đồng một hecta từ chanh không hạt. Bà con và các bạn thân mến, phát triển kinh tế, trang trại, gia trại được xem là hướng đi phù hợp của huyện Di Linh để khai thác lợi thế về đất đai, nguồn lao động dồi dào. Đây còn là bước đệm để người dân mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Để kinh tế, trang trại phát triển bền vững, thời gian tới, huyện Di Linh sẽ tập trung rà soát đất nông nghiệp và chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế trang trại, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trang trại được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Xác định phát triển sản xuất là yếu tố quyết định đến kinh tế và đời sống nhân dân, những năm qua, huyện Di Linh đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp để đầu tư xây dựng trang trại. Bên cạnh đó, huyện cũng tạo điều kiện giúp đỡ các hộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, hỗ trợ người dân trong ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đưa các cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tham gia chuỗi liên kết, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 230 trang trại, tăng 85 trang trại so với năm 2015, trong đó có 167 trang trại trồng trọt, 49 trang trại chăn nuôi và 14 trang trại tổng hợp. Tổng giá trị trang trại khoảng 320 tỷ đồng, giá trị sản xuất tạo ra chiếm tỷ trọng khoảng 4%. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.100 lao động và 2.000 lao động thời vụ, với thu nhập bình quân khoảng từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Có thể nói, việc phát triển kinh tế trang trại đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư. Thưa bà con, trong tuần qua, tiếp nối chương trình những chuyến xe yêu thương ủng hộ nông sản cho vùng dịch, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các hội đoàn thể đã tổ chức thu hoạch, đóng gói vận chuyển rau củ quả gửi đến người dân tỉnh Bình Thuận. Được biết, chương trình những chuyến xe yêu thương đã đóng góp hàng trăm tấn nông sản hỗ trợ bà con vùng dịch tỉnh Bình Thuận, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương giãn cách xã hội khác. Theo đó, hơn 30 cán bộ Hội Nông dân tỉnh và cán bộ Ban dân vận tỉnh ủy đã tham gia thu hoạch đóng gói 8 tấn rau tần ô và cần tây tại phường 3 thành phố Đà Lạt. Đây là số lượng nông sản các nông hộ vừa bán vừa ủng hộ nhân dân vùng dịch với giá rẻ hơn thị trường. Ngoài ra đợt này, cán bộ hội còn kết nối vận động nông dân doanh nghiệp các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, nông dân xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt bán giá ưu đãi 11 tấn cà chua, cải thảo và củ cải. Tất cả sản lượng nông sản trên được đóng gói và tập kết về trung tâm hỗ trợ nông dân để xe tải của Hội Nông dân Bình Thuận đến vận chuyển về phân phối cho người dân trong vùng dịch của tỉnh này. Được biết, từ đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đến nay, riêng Văn phòng Tỉnh hội Nông dân Lâm Đồng đã chủ trì phối hợp với các hội đoàn thể vận động quyên góp và mua được hơn 70 tấn nông sản để ủng hộ cho người dân nhiều vùng dịch ngoài tỉnh. Đây là một hoạt động giàu tính nhân văn và ý nghĩa để vừa giúp nông dân tiêu thụ nông sản, vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng giãn cách xã hội do dịch bệnh. Thưa bà con và các bạn, đây là mô hình trồng chuối già Nam Mỹ được một nông dân ở Đan Phượng, Lâm Hà mang từ Đồng Nai về trồng thử nghiệm thành công. Và không biết là giống chuối này thì có khác biệt gì so với giống chuối La Ba của Lâm Đồng mình hả chị Thanh Hải? Thanh Hải được biết là giống chuối Nam Mỹ khi chín thì có màu sắc khá là đẹp mắt và có lẽ đây là lý do mà thị trường cũng rất là ưa chuộng giống chuối này. Chúng ta hãy cùng đi thăm vườn chuối của anh Đào Văn Cường ngay sau đây để tìm hiểu thêm bà con nha. Anh Đào Văn Cường đầu tư 5 hecta chuối Nam Mỹ với số vốn đầu tư ban đầu lên đến trên 500 triệu đồng. Sau hơn một năm vừa trồng vừa chăm sóc, những diện tích đầu tiên đã cho thu hoạch.
sản lượng thu hoạch lần đầu đạt 310 buồng với gần 16 tấn, trong đó có buồng xấp xỉ 70 kg, giá bán 4.200 đồng một kg và được thương lái thu mua hết bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thông thường, chuối già Nam Mỹ trồng từ 8 đến 9 tháng sẽ cho thu hoạch, song do yếu tố khí hậu nên qua tháng thứ 13, vườn chuối của nhà anh Cường mới được thu lứa đầu tiên. Tuy nhiên, năng suất, chất lượng đều tỏ ra vượt trội. Với hiệu quả từ 5 hectare trồng chuối già Nam Mỹ, anh quyết định thuê 4 hectare đất canh tác để mở rộng quy mô sản xuất thành 9 hectare. Hiện nay, trên diện tích trồng chuối đều được anh đầu tư hệ thống tưới tự động, bón phân hữu cơ. Từ thành công ban đầu của anh Cường, có 7 hộ nông dân trong thôn đã học hỏi và chuyển đổi với tổng diện tích lên đến hơn 30 hectare. Anh Cường đang tiếp tục tiến tới thực hiện các bước thành lập tổ hợp tác sản xuất chuối, xây dựng kho lạnh bảo quản nhằm khép kín quy trình. Đây cũng là phương pháp để bảo vệ thương hiệu của sản phẩm, cũng như ổn định về giá cả thị trường cho người nông dân. Cũng chung niềm vui như anh Đào Văn Cường ở Lâm Hà, khi sản lượng chuối trong vườn đều được thu mua hết, thì tại Cát Tiên, tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn khá lạc quan. Nhiều diện tích sản xuất tiếp tục được mở rộng, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi các diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, đồng thời tăng cường mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao năng suất và thu nhập, tạo tính ổn định bền vững trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên, vụ mùa vừa qua, địa phương này thu hoạch trên 3.800 hectare lúa, sản lượng trên 26.000 tấn. Cây bắp trên 392 hectare, sản lượng trên 2.800 tấn. Cây công nghiệp dài ngày trên 8.300 hectare. Các loại cây dâu tằm, cây lấy hạt, rau màu đều mở rộng diện tích so với cùng kỳ năm 2020. Ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên cho biết, sản phẩm các mặt hàng cây trồng của địa phương thời gian qua đều có đầu ra ổn định. Lúa, gạo và hạt điều duy trì mức giá xấp xỉ niên vụ 2020. Đối với mặt hàng sầu riêng, nhờ thu hoạch sớm nên đầu ra và giá bán ổn định, từ 40 tới 50 ngàn đồng một kg. Giá các loại cây ăn trái khác như bưởi da xanh, quýt đường, dù giá có sụt giảm nhẹ nhưng vẫn được xuất bán, không xảy ra tình trạng ế hàng dội chợ. Người trồng vẫn có lãi từ 200 triệu tới 300 triệu đồng một hectare một năm. Đối với cây lấy hạt, toàn huyện Cát Tiên có khoảng 50 hectare. Các công ty liên kết sản xuất vẫn duy trì thu mua đều đặn sản phẩm đầu ra. Nhiều diện tích cây lấy hạt mang lại thu nhập cho người trồng 500 triệu đồng một hectare. Hiện nông dân huyện Cát Tiên vẫn đang duy trì sản xuất các mặt hàng nông sản bình thường. Thưa bà con và các bạn, củ ấu từng là một loại củ chỉ để cứu đói trong thời xưa, nhưng theo thời gian thì loại củ này lại trở thành đặc sản mà không phải ai cũng có thể nếm thử. Vâng, thương nhau thì củ ấu cũng tròn, và không chỉ là kế sinh nhai, vùng trồng củ ấu ở Thanh Hóa còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách. Năm nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng không làm giảm giá trị củ ấu Vĩnh An, Thanh Hóa. Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc là địa danh duy nhất ở Thanh Hóa trồng cây ấu. Với 10 sào mặt nước trồng ấu, nếu chăm sóc tốt, không sâu bệnh, mỗi vụ ấu cho thu hoạch từ 4 đến 5 tấn củ. Thu nhập có thể đạt từ 250 đến 350 triệu đồng. Củ ấu có một vị ngọt bùi rất đặc trưng và một số hình dáng cũng rất đặc biệt. Củ ấu trông xù xì, xấu xí, nhưng bên trong lại ẩn chứa một món quà quê độc đáo, có thể chế biến thành nhiều món như nấu chè, nấu canh, hầm xương, hoặc đơn giản là củ ấu luộc ăn, vừa thơm, vừa ngọt lại vừa bùi. Theo thống kê của xã Vĩnh An, mỗi năm người dân trong xã thu hoạch được khoảng 30 tấn củ ấu. Loại cây này chỉ cần trồng một lần là vụ sau sẽ tự lên mầm, không cần gieo giống. Dễ trồng, lại không tốn nhiều công chăm sóc, lợi ích kinh tế mang lại cao. Nên những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh An chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ấu. Hiện địa phương đang tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã tập trung phát triển. Không được khả quan như các nơi khác, năm nay vùng trồng nhãn ở tỉnh Hưng Yên mất mùa lớn. Vụ nhãn năm 2021 so với các năm trước thì sản lượng giảm tới 2/3, năng suất chỉ đạt 30%, giá nhãn tươi cũng giảm từ 30 tới 60%. Người trồng nhãn thất thu nặng nhất từ trước tới nay. Mất mùa, giá nhãn lại rất thê thảm. Nhãn loại ngon các năm trước có giá khoảng trên 50.000 đồng một kg, thì nay xuống chỉ còn 25.000 đồng một kg, nhưng vẫn không có nơi tiêu thụ. Với nhãn đại trà, giá chỉ còn 8.000 đồng đến 12.000 đồng một kg, mà vẫn ế ẩm khó bán. Nguyên nhân của tình trạng nhãn năm nay rất giá ế ẩm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các thương lái không về thu mua được. Việc lưu thông vận chuyển hàng hóa cũng gặp nhiều khó khăn.
Bà con và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, chanh không hạt được nhiều bà con nông dân Lâm Đồng đưa về trồng thành công, mang lại thu nhập khá cho người dân. Ước tính mỗi hecta chanh không hạt với mật độ trồng khoảng 500 cây, người nông dân có thể thu lãi 350 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ bán tươi mà hiện nay chanh không hạt còn có tiềm năng xuất khẩu và phục vụ công nghiệp chế biến. Mời bà con và các bạn theo dõi ghi nhận của phóng viên vừa thực hiện. Đất đai và khí hậu ở một số vùng Lâm Đồng như Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm được đánh giá là khá phù hợp với cây có múi, trong đó có chanh không hạt. Đồng thời trong quá trình chuyển đổi có thể trồng xen canh với cà phê từ lúc nhỏ. Thời gian thu hoạch cũng có thể chủ động trong vòng từ 10 đến 15 ngày mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng như một số loại cây khác. Giá chanh cũng chỉ cần từ 5 đến 10.000 đồng một ký là bà con nông dân đã có lãi. Gia đình anh Bế Ngọc Giới và chị Lâm Thị Hà ở thôn Liên Hoa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà trồng hơn 600 gốc chanh không hạt cách đây 5 năm. Đến thời điểm hiện tại, chanh đã cho thu hoạch ổn định, năng suất đạt 4 tấn một hecta một tháng. Giá bán chanh cũng khá ổn định và mang về thu nhập mỗi tháng khoảng chục triệu đồng. Cái lợi nhuận của cây chanh này thì nói chung là nó vẫn đạt hơn cây cà phê. So với cây cà phê, cây bắp đậu thì cây chanh này nó vẫn lợi nhuận cao hơn. Đầu tư thì như anh mua thì cái giống của nó là 18 ngàn một gốc, nó trồng trọt thì anh khác lắm. Còn đầu tư thì chủ yếu là phân chuồng, phân bò ủ hoai với vỏ cà phê. Không chỉ người dân ở các địa bàn quan tâm đến cây chanh không hạt, loại trái này còn được công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Dương đóng chân trên địa bàn huyện Bảo Lâm đưa lên làm cây trồng chính phục vụ xuất khẩu với hơn 100 hecta và có khoảng 10 hecta đang cho thu hoạch rộ. Công ty này đang hoàn thiện các thủ tục để phát triển thương hiệu chứng nhận OCOP, Global Gap, đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương mở rộng diện tích. Được biết, dự kiến công ty Lê Dương sẽ hợp tác với nông dân ngay tại địa phương, mở rộng diện tích lên đến khoảng 2.000 hecta, cung cấp chanh cho xuất khẩu và nhà máy chế biến nước chanh. Cái nhu cầu mà công ty đang cần số lượng rất là nhiều, phải khoảng 500 đến 1.000 hecta thì mới đủ cung cấp được sản phẩm. Thì bây giờ công ty cũng đang hợp tác với cả dân ở hai xã Lục Bắc, Lục Bảo đây để cung cấp giống với kỹ thuật rồi bao tiêu đầu ra cho người dân ở đây. Thì người dân chỉ cần có đất, còn nguồn nước thì công ty cũng sẽ khoan giếng luôn. Chỗ nào không có nước thì công ty khoan giếng. Và người dân chỉ cần tuân thủ theo quy trình trồng của công ty thì từ lúc trồng đến lúc thu hoạch thì để đảm bảo cho cái quy cách để đúng cho nó xuất khẩu. Theo tính toán, một hecta chanh không hạt đầu tư hết khoảng 100 triệu đồng, mật độ 500 cây chanh không hạt. Sau 3 năm, chanh bắt đầu cho trái và đến năm thứ tư là ra trái ổn định. Năng suất bình quân đạt 50 tấn một hecta một năm. Với giá bán theo hợp đồng từ 10.000 đồng một ký, người nông dân có thể thu lãi từ 350 triệu đồng một hecta. Thì công ty trồng thử nghiệm đến năm nay là năm gần như năm thứ năm rồi. Thì thấy cái hiệu quả nó phải thu nhập thì phải gấp 4 cây cà phê. Tại vì công chăm sóc với lại thu hái thì nó đơn giản hơn. Nói chung cây chanh này thì làm nó không phức tạp như cây cà phê. Tiềm năng tiêu thụ chanh không hạt đối với thị trường trong nước và nước ngoài còn rất lớn. Huyện Bảo Lâm cũng đang có những định hướng hỗ trợ cho bà con nông dân trong chuyển đổi cây trồng và liên kết chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đây là hướng đi triển vọng cho bà con nông dân trong những năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển đổi hôm nay. Quý khán giả và bà con cũng đừng quên có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829 930. Đến đây thì Thanh Hải và Kiều Anh cũng xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình tiếp theo.